với chương trình Vợ Chồng Son. Tôi quấy rối hoài à, bực bội lắm. Trẻ trâu. Chở vừa tới ngay chỗ cái đèn đỏ một cái là vợ, xe vợ với xe mẹ ở ngay phía trước. Mà lúc đó em cũng làm tỉnh, vợ thấy rồi, vợ xuống quắc 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 quắc. Quý vị, chương trình Vợ Chồng Son được dựa trên format Shinkansen Inrasai của đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, mời hai bạn hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên Bảo Ngân. Bảo Ngân. Dạ, 25 tuổi, quê ở Vũng Tàu, hiện là nhân viên văn phòng. Em tên là Liêm, 31 tuổi, ở Sài Gòn. Hiện em đang làm bên ngành điện. Liêm là ở Sài Gòn. Còn Ngân ở Vũng Tàu. Dạ. Chắc đi tâm biển Vũng Tàu gặp Ngân đúng không? Dạ không, vợ em ở thành phố Bà Rịa. Còn à, em làm ở Vũng Tàu. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Em qua nhà bạn thân của em chơi thì gặp cô em họ. Cô em họ mới chọc là anh Liêm có bạn gái chưa? Em cũng mới nói là anh chưa có bạn gái, đang độc thân vui tính. Nhưng mà thật ra lúc đó là cũng ba bốn cô rồi, chạy xô sáng trưa chiều tối chứ. Thì em họ mới cho số điện thoại của bà xã bây giờ đây. Chứ gặp bà xã là có ba bốn cô. Tức là chạy xô dạ, này sáng trưa chiều tối, là bây giờ bà xã là đêm. Thế còn bạn? Dạ thì sáng đó cô bạn gái mới nói là bé ơi, lát nữa có cái số điện thoại này gọi tới á, bé nghe giùm đi. Tại vì anh này anh cứ quấy rối hoài à, bực bội lắm. Em cũng đồng ý thôi để nghe giùm cho, chứ không nghĩ là giới thiệu bạn trai cho em. Coi như là làm nguyên một cái kịch bản giải cứu giùm để anh này khỏi quấy rối đúng không? Dạ. Cuối cùng là cái chuyện xảy ra như thế nào? Em cũng gọi cũng hai ba chập vậy đó, cuối cùng mới chịu nói chuyện. Thì lần đầu tiên em nghe được giọng nói là em đã kết rồi. Còn rất là ngọt ngào. Lúc đó trên HTV7 đang mới bắt đầu khởi chiếu cái bộ phim Gọi Giúp Mơ Về á chị. À, của diễn viên Minh Hằng đóng mà trong cái bối cảnh cũng ở Vũng Tàu á chị. Thì em cũng hy vọng là vợ em cũng giống cô Minh Hằng trên phim nên quyết tâm là cưa cẩm để gặp được vợ em. Còn vợ chắc cũng hy vọng cái người này giống Quỳnh Đông nữa. Dạ không, em nghe giọng miền Nam em thích lắm. Giọng cũng ấm áp, có vẻ quan tâm lắm. Mà nghe bạn em nói là thôi trai Sài Gòn, Dương Bách Khoa. Ôi nghe là kết liền, cho nên là cũng chịu đồng ý nhắn tin qua lại. Nhắn qua lại được thời gian thì cổ mới đồng ý cho em chở ra bến xe, bến xe miền Đông. Vậy thì lần đầu tiên gặp nhau thì thế nào? Dạ, bữa đó là trời nắng quá mà em muốn đi về quê. Đi xe buýt thì làm biếng mà đi xe ôm thì tốn tiền. Thôi nhờ đại anh này đi ra chở. Lúc mà ảnh đứng ở dưới nhà em á, em đi nhìn từ đằng sau á, thì thấy cái bờ vai to, rộng, nhìn rất là chững chạc. Mình nghĩ trời ơi, nhìn thích quá. Nhưng mà khi mà thấy cái mặt á, đầu đinh, mặt rất là dữ dằn. Em đánh lô tô cho bụng, em kêu trời ơi, mình quen phải giang hồ rồi. Em á, thì người đẹp nhờ mà lại lần đầu tiên được gặp nữa, nên sốt sắng chạy tới liền. Rồi là một cái cô rất là mập, mặt thì một đống, không giống Minh Hằng chút nào á. Em tính vô quay xe giọt rồi, nhưng mà tính em á, hứa gì phải giữ lời. Nên thành ra thôi là hứa chở ra bến xe thì chở ra bến xe. Trên đường đi cũng có nói qua nói lại thì biết được gia đình hiền lành, gia giáo. Lại là con một nữa nên cũng có chút cảm tình. Rồi đến bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? Lúc mà em ở nhà là chuẩn bị lên thì anh nhắn cái tin. Anh nói là thôi để anh chở em về. Là xuống xe rồi đứng cái thấy lù lù chạy lại chìa cho em cái ly trà sữa trân châu bánh lăng. Là em nhìn cái ly trà sữa đó là em xao xuyến, là em bắt đầu em quyết định yêu luôn. Nhưng mà em có biết là Ngân thích trà sữa không? Dạ không. Duyên đó chị, nếu bữa đó là cầm ly phơi đá lại chưa chắc quen nhau. Dạ. Lúc đó là chính thức yêu nhau. Dạ, dạ. Có yêu thì cũng không phải là yêu mà chính thức là quen nhau rồi có đi chơi tình, rồi dạ, tìm hiểu. Rồi đến khi nào yêu nhau? Khoảng 3 tháng sau. Tìm hiểu nhau được mấy năm thì cưới? Dạ 5 năm chị. Trong lúc 5 năm yêu nhau á thì có nhiều kỷ niệm lắm. Là cái lần mà đi uống dừa tắc ở trên đường Baxter á, thì vô tình ảnh chống tay lên cái xe SH kế bên. Thì ba người to cao xong lại đòi lại quýnh. Ảnh cũng đâu có dừa đâu chị, trẻ trâu. Nhào vô tính là đánh lại, nhưng mà em mới kéo áo em kêu thôi anh ơi bỏ đi. Thôi thì hai đứa cũng quay xe bỏ đi. Lúc đó nếu như em đi một mình á, em sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng mà tại vì đi với bà xã em lúc đó tính rất là hiền. Em sợ gây ảnh hưởng rồi ra chạm đến bà xã nên thôi nhịn mình đi. Thì lúc mà xách xe đi á, thì có thằng DSH nó chạy lên vọng vô mặt em cái. Thì em cũng phản xạ là em vọng mặt nó một cái. Nó bay từ bên đây đường, nó bay qua anh kia, nó té chú nhũi vô vỉa hè luôn. Cái xong em gạt chống, em kêu bà xã là lúc chạy về đi. Đâu có bỏ được chị, tự đúng nhiên rồi. Bạn trai mình trong lúc đó đâu biết sao. Đúng. Ở đằng sau nó lên nữa.
nữa. Em vừa cầm xe em vừa run run, em vừa khóc, em kêu anh ơi lên đi đi về em chở. Mà đến lần thứ ba như vậy mới chịu leo lên. Rồi chở em về nhà em nằm khóc nguyên một đêm. Rồi cái nằm suy nghĩ nếu mà mạnh mẽ như vậy thì có thể bảo vệ được mình suốt đời. Cho nên là yêu lại càng yêu hơn. Rồi yêu nhau bao lâu ta? 5 năm. Lý do gì mà tại sao là khi nhận ra rằng anh ấy là cái người bảo vệ mình suốt đời không cưới luôn, để chi lâu dữ vậy? Dạ thật ra là cái đỉnh điểm của câu chuyện tình của tụi em là yêu nhau 5 năm, ảnh ép em cưới mà em nhất quyết em không cưới. Rồi hai đứa chia tay nhau. Dạ, yêu nhau 5 năm á, Tết nào rồi lễ nào em cũng đem quà xuống biếu hết, nhưng mà hầu như là không được vô nhà. Thì em cũng buồn lắm, một mặt bên gia đình em, ba mẹ em hối em cưới. Lúc đó em mới quyết định là hối bà xã cưới. Lúc đó là không chịu, em mới ra tối hậu thư là bây giờ á, nếu mà không chịu mình tạm thời chia tay. Đến khi nào mà anh nhận được cuộc gọi của em thì là lúc đó là anh biết được là em chịu, còn không nhận cuộc gọi thì thôi luôn. Ba mẹ em khó lắm chị, cổ hủ nữa, biết em quen anh này mà cấm. Cho nên em sợ lắm, em không có dám cho gặp mặt. Chia tay như vậy đến 6 tháng sau mới nhận được cuộc gọi. Mà không phải là cuộc gọi của vợ em, mà là cuộc gọi của bạn thân của vợ em. Báo là vợ em đang nhập viện cấp cứu mổ được thừa. Chiều đó em từ Vũng Tàu em chạy tức tốc về để chăm sóc vợ em trong bệnh viện. Sau 2 ngày khỏe lại thì em phải về Vũng Tàu làm. Trước khi em về em có hỏi một câu cuối cùng là có chấp nhận cưới hay không? Em vẫn nhất định là không. Rồi sao nữa? Sau cái cuộc mổ ruột thừa đó là em thì bỗng dưng một ngày em có một cái cú điện thoại của cô bé kia ở Vũng Tàu gọi lên cho em, kể về mối quan hệ tình cảm của cô bé đó với chồng em. Lúc đó em nghe xong mà nước mắt em rơi, mà em không còn tâm trạng nào nữa hết luôn á. Nhưng mà em vẫn không nói cho anh này biết là em đã biết. Thì đàn ông mà chị, chia tay xong thì trong 6 tháng đó đó em có quen con bé sinh viên thực tập ở trong công ty, quen nhau cũng gần ấy thời gian. Thì cái thời điểm mà em về Sài Gòn em chăm sóc cho bạn gái em 2 ngày á, thì ở ngoài Vũng Tàu mới ghen. Chiều đó sau khi chia tay bạn gái đi ra lại Vũng Tàu thì bé đó mới hẹn ra biển ngồi. Ra ngồi hai người mới nói chuyện thì nó nói là khóa cổ xe lại đi, đưa chìa khóa bóp điện thoại cho nó. Em thì có hình bà xã với giấy tờ quan trọng em không đưa, em chỉ đưa điện thoại với lại chìa khóa thôi. Thì lấy quăng xuống biển. Thì em thì không có chìa khóa, ngồi đó với xe cả đêm đến sáng luôn. Sau này em mới biết là bạn gái em lúc đó mới biết. Khi mà biết được chuyện á là tối nào em cũng nằm khóc á. Cái mẹ mới hỏi là tại sao. Em không có kể, nhưng mà em nói là bây giờ con đau lắm, con chỉ có muốn lấy dao đâm vô tim con thôi. Thế là mẹ em sợ. Sau đó em đi làm lại, đi đâu mẹ em cũng đi theo. Nhưng mà em nghĩ chắc nhờ vậy mà ba mẹ biết được là tình cảm của bạn gái em lúc đó dành cho em lớn. Nên khoảng 5 tháng sau là tụi em cưới. Nãy giờ chuyện buồn đúng không? Dạ. Giờ chuyện vui nè. Thế sao khi cưới về có phát hiện chồng mình thay đổi gì? Thay đổi 100% so với hồi trước. Một tháng sau khi cưới là em sốc, là tại vì em có em bé. Mà lúc đó là anh này ảnh làm ở Vũng Tàu, một tháng về 1 lần 2 lần. Mà mang bầu mà anh biết là không có chồng ở kế bên, nó bực bội cỡ nào. Trong khi đó anh ở Vũng Tàu, ảnh chơi đá banh, ảnh đi với bạn bè vui đùa giống như là trai chưa vợ vậy đó. Còn mình ở đây mình vừa mang bầu mà vừa đi làm, vừa bực bản thân mình hay chưa ham vui sớm. Thì em cũng có về, mỗi tuần cuối tuần về. Nhưng mà về cứ nghe càm ràm với ghen tuông không mà riết rồi chán cũng không muốn về nữa. Có nghĩa là trước đám cưới thì là em là người ghen. Dạ. Rồi cưới nhau xong rồi giờ là vợ em ghen. Dạ đúng rồi. Còn vợ em ghen chắc chắn được điều là em phải làm một cái gì đó để cho vợ em ghen, đúng không? Dạ đúng không? Có bằng chứng có không? Ghen có đó anh. Dạ. Ví dụ là 1:30 đêm tự nhiên có cuộc điện thoại tới, con gái gọi, sau đó gọi lại hỏi là em xuống máy bay chưa, có mệt không, thôi nghỉ ngơi giữ sức khỏe đi nha. Vậy hỏi anh. Dạ cái đó là thư ký ở trong phòng gọi. Bữa đó xin nghỉ phép mới về Bắc, 1:30 gọi nhưng mà em không có biết. Sáng hôm sau mới thấy cuộc gọi thì em mới gọi lại, mà gọi lại trước mặt vợ thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Đường đường chính chính mà. Chuyện đó cũng không nên ghen. Có chuyện gì mà trước mắt mình không? Có. Bắt tại trận luôn. Có. Lúc đó là em mang bầu 4 tháng, mẹ chồng em chở em đi hội thảo. Thì trên đường về mới dừng đèn xanh đèn đỏ. Em cũng đang nhìn trời nhìn mây nhìn qua bên cạnh, thấy ai giống chồng mình mà đang chở cái cô gái nào đó ôm sát rạc à, đầu dựa lên vai nữa. Em nói mẹ mẹ phải anh Liêm không mẹ? Cái mẹ em kêu không, không phải đâu. Lát nữa đèn xanh lên thì anh này mình giọt lẹ lắm. Cái em mới nói mẹ đuổi theo đi, mẹ chồng em cũng chiều em đuổi theo mà đâu có kịp đâu. Bữa đó là em nói với vợ em là em không về, em ở lại công ty đá banh. Vô tình là bữa đó trận đá banh của đội em cancel, em mới tính về Sài Gòn để tạo bất ngờ cho vợ. Trong lúc chuẩn bị về thì có một người trong công ty biết nên gửi cô em gái là sinh viên học trên đây về chung. Nói là tại vì đi đường xe đò xây xe, em ok em chở về. Câu đúng là trời xui đất khiến, chở vừa tới ngay chỗ cái đèn đỏ một cái là xe vợ với xe mẹ ở ngay phía trước. Mà lúc đó em cũng làm tỉnh, vợ thấy rồi vợ xuống quắc 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 quắc, mẹ em cũng nhìn lại chỉ chỏ chỏ. Em thì đếm 10 giây nó trôi qua như là 10 thế kỷ.
Vừa đèn xanh cái là em giọt. Cái này lấn cấn à. Bây giờ phải rõ ràng đi. Cái này là... đừng đốt nhà em nữa. Cái này là cái cô đó là xây xe hay là xây lim? Bây em thấy ôm em cũng không biết nữa nhưng mà chắc xây xe quá anh ơi. Tại vì xây sau đó đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Ủa gặp vợ với không gặp dám mẹ dừng thì... lại để giải thích nữa trời. Ủa mẹ ơi vợ trời ơi nhỏ này thôi. Ủa tại sao không làm được điều đó? Tại lúc đó vợ em đang mang bầu, đang đi hệ nệ. Em sợ nếu như mà dừng lại thấy em thì mất công lại. Nếu mà là chị lại té xỉu nữa thì mất công. Chị mà là Lim lúc đó, Lim biết chị làm gì không? Làm gì chị? Chị đổi tài. Lỡ qua bên em chở rồi mượn mẹ chở giùm con nhỏ. Dạ thì sau này có kinh nghiệm rồi em mới nghĩ đến chị. Trời ơi, lúc đó thì cứ sợ vợ ghen, vợ xỉu nên em cứ lo giọt trước cho ăn. Cho nên em không thể nào mà em nói lại được cho nên em đành im lặng bỏ qua. Bây giờ nói chung là chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Thôi. Tạm chấp nhận là vậy đi. Ở sau này còn xây xe nữa không? Em chưa bắt gặp lần nữa. Chắc có lẽ là sau này anh không bị bỏ nữa mà anh chạy vô hẻm. Dạ. Okay. Sau này thì sau khi vợ sanh xong thì em mới chuyển công tác về Sài Gòn ở gần vợ để chăm sóc vợ với con. Mà thực ra em biết ông hôm đó là thành ra xui mà là hên á. Hôm đó là em đi với mẹ chồng đó. Dạ. Nhờ sự hậu thuẫn của bà mà em làm một cái bài rất là cao cơ. Chứ hôm đó mà em làm thành bành ngay ngã tư là không biết chuyện gì xảy ra nữa. Dạ. Cho nên là sau cái việc mà không có chuyện gì xảy ra tự nhiên Lim về suy nghĩ. Trời ơi, tự nhiên thấy mình có lỗi quá, dù vậy chắc chắn thay đổi luôn chỗ làm việc mà. Dạ. Và chắc chắn dạ. Đêm về sẽ ôm vợ ngủ và xin lỗi vợ. Dạ không, cái đó là tật xấu thứ hai của ảnh. Không bao giờ ôm vợ ngủ. Chắc ôm không? Dạ đúng rồi, không ôm vợ và không thích ngủ chung với vợ. Em từ trẻ giờ có thói quen là tối ngủ mình. Em đừng có biện hộ. Tại vì cái lịch của em nó dày đặc quá, em sợ kêu lộn tên. Đâu tạo cho anh cái thói quen. Chắc vậy. Chị đi xăm bô chăm bụng em rồi. Chết rồi. Rồi ngoài ra còn gì nữa không? Hay cằn nhằn, càm ràm, hay đã kích vợ. Cứ nhìn thấy em cái mập quá hay tập thể dục đi. Một chục lần trong một ngày vậy hả? Thật ra em muốn sử dụng cái tự kỷ ấm thị cho vợ em á. Mà vợ em á rất là lì, không bao giờ chịu nghe lời. Tới giờ nghe lời chưa? Dạ thì em trước giờ em vẫn đi tập thể dục mà. Tại vì sinh con rồi công việc nó nhiều quá, chưa có sắp xếp được thời gian. Hay như là cái tạng người của mình nó là phải mẫm mỉm gì đó. Dạ, vậy, dễ thương mà chị không Vân ha. Dạ. Chị thấy là rõ ràng là những người dạ. Rất là phúc hậu. Dạ. Chị thấy là như vậy. Nãy giờ em mèo dài đuôi. Nãy giờ vợ em á là kể xấu về em. Vậy thì em thì sao? Thì em có thấy vợ mình có những tật xấu gì không? Quá hiền. Cái gì? Quá hiền. Xấu nhất là quá hiền. Nói chung là vợ em do đó giờ không có va chạm xã hội. Hiền đến nỗi mà có chuyện gì ngồi khóc thôi. Kế đến là cái tính lì, lì cực kỳ luôn. Ngoài á còn gì nữa không? Sau này phát sinh đó chính là hay ghen. Ghen cực kỳ đó, cái ghen đó, là cái xấu cái này đó. Thì là có thể chấp nhận là cái xấu đó, còn cái hiền, còn cái lì mà không đi tập thể dục á thì có lý do rồi đó em. Còn cái hiền thì không phải là tật xấu đâu. Thực ra với một cái người mà quá mạnh mẽ như Lim á thì Lim muốn vợ Lim phải là một cái người gọi là đừng có nhu nhược quá, tức là hiền nhưng mà không nhu nhược. Có như em hiền nhưng mà hiền đúng chỗ đúng lúc. À, còn nếu mà hiền như Lim nói có nghĩa là nhu nhược, mà nhu nhược thì trong mọi tình huống em đều thua thiệt người ta hết. Ví dụ có chồng bên cạnh thì không sao, lỡ không có chồng bên cạnh thì mình phải biết lúc nào mình nhu, lúc nào mình cương để bảo vệ con mình chứ, bảo vệ bản thân mình nữa. Theo chị thì cái đó Lim nói đúng chứ không phải là sai. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Dễ sẽ luôn nhé. Ok. Rồi. Cảm ơn hai bạn. Dạ. Khùng. Định là lên kế hoạch để tiếp cận. Xấu quá, anh nó tính ẩn rất là khỉ. Bên này cha ngái, bên kia con nghĩ rằng tới nay em chở đầu hai cho con mà mệt luôn. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. À, sao mà cặp vợ chồng với lại cái cặp MC tông xịt tông quá vậy ta? Mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Hoàng Đăng Quang, là giáo viên tin học, công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay 34 tuổi. 34 tuổi, tóc dạ. Là muối tiêu rồi đó nghe. Chà, tôi mà để tóc dài tôi cũng muối tiêu như bạn. Em tên là Kim Đông, năm nay em 31 tuổi. Em đang làm giám sát tổng đài ở quận 7. Không biết hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Thì lúc trước á, thì vợ em là cũng từng là giáo viên. Tình cờ em từ trên lầu đi xuống thì thông thường ra chơi á, các thầy cô giáo một là ngồi ở phòng giáo viên, hai là ngồi ở căng tin. Còn vợ em thì lúc đó là ngồi ở cái dãy ghế dành cho học sinh là thôi, đọc truyện tranh. Mà tóc thì lúc đó là để dài, tóc xõa ngang vai rồi miệng cười tủm tỉm. Thì em ấn tượng cái khung cảnh, cái hình ảnh đó thì em mới
quyết định là lên kế hoạch để tiếp cận. Nghĩa là ấn tượng ban đầu của chồng em về em là hết sức đặc biệt. Vậy lúc đó thì em đọc chuyện mà em có liếc qua nhìn thấy anh này không? Em đâu có hay đâu anh. Ngày nào thì em biết được là có một người đang theo dõi thầm em. Em cũng không biết có ai theo dõi em nữa. Tự nhiên có một ngày cái em nhận được tin nhắn. Mình là bạn nhau nha. Thấy trời vô duyên. Tự nhiên cái gửi tin nhắn làm quen. Ai biết gì đâu mà làm quen. Em không hình trả lời. Xong rồi với mặt trai mày đá cũng dai lắm. Nó nói là đẹp trai không bằng trai mặt. Đó. Em mới tiếp tục nhắn tin. Thì tới cái tin nhắn thứ hai thì em bị chửi. Chửi sao? Khùng. Rồi có quê không? Quê rồi, giờ em đâu có vợ đó. Đúng rồi, trai tiếp nữa. Nhắn nữa hả? Không, em mới chơi nâng cấp chứ, nâng cấp đó. Em đánh vô cái tâm lý của phụ nữ là tò mò. Thì em mới khơi gợi từ từ. Em nói là mình biết tên bạn là Đông, làm việc ở trường, bị tò mò nhắn tin để hỏi lại mà ủa sao biết tôi vậy đó. Là em cũng chẳng có ấn tượng gì với ảnh hết trơn á, nhưng mà sau này á gọi điện thoại đó thì em nghe giọng hay trầm ấm. Dạ đúng rồi, nghĩ giọng này mà nghe chửi mình chắc mình ngồi cũng ngồi mình nghe nữa. Nhưng mà chỉ cần nhắn tin qua lại thôi là các bạn gặp nhau hay sao? Chưa, thì sau một khoảng thời gian nhắn tin đó thì tới dịp là 8 tháng 3 thì em mới quyết định là đi tiếp một bước nữa. Lúc đó cùng em cũng nhát lắm thì em mới nhờ một đứa học trò thân của em, con giờ con đem cái món quà nhỏ này con xuống con tặng cô, hay ngồi đọc chuyện ngay cái chỗ đó. Em thòng nó một câu, con phải hoàn thành nhiệm vụ nè con. Không hoàn thành được về rồi thầy phạt á. Ác lắm nè. Đáng lý ra là em không có nhận đâu, tại vì đâu có quen biết gì đâu mà nhận. Đang đọc truyện tự nhiên có một thằng nhỏ nó ôm nhôm hả, cái nó xuống nó nói cô ơi anh của em tặng quà cho cô. Thôi cô không có lấy đâu, không quen không biết lấy gì. Nó trội cô lấy đi, cô không lấy hả anh em làm chết, em không được đem cái này về. Đó là em mới nhận. Cái gì? Cái đồng hồ. Dạ, nhưng mà thật ra nhận về em cũng không có đeo đâu, em cứ nhận như vậy thôi. Lúc đó cũng chưa biết mặt em đâu. Thì có một đêm, 2-3 giờ đêm gì đó, điện thoại cho em. Tại anh làm em ngủ không được. Em vẫn chưa biết anh là ai như thế nào. Phải cho gặp mặt thì em mới chịu. Em mới nói là em cũng là một giáo viên trong trường. Và hẹn gặp ở căng tin trường vào giờ ra chơi. Rồi gặp nhau là ấn tượng với ảnh liền. Xấu quá. Gì mà xấu hả? Tại vì á, cái thằng học trò nó nói tặng quà cho em thì cái mặt nó cũng xấu. Cái mình nghĩ nhỏ này nói vậy chắc anh nó cũng xấu, nhưng mà không ngờ gặp á thì lại xấu hơn mức tưởng tượng của em nữa. Khó quá à. Rồi vậy sao mà cưới nhau được ta? Sau đó thì gặp mặt khoảng một tháng sau thì em ngỏ lời là làm bạn gái. Thì trong quá trình quen thì cũng khoảng được một năm đó thì em mới đề nghị tiến tới, mà lúc đó vợ em thì chưa chịu. Tại vì là em quen ảnh là quen cho vui thôi, chứ em cũng là em không có định lấy chồng. Trong quá trình quen ảnh á em cũng tìm nhiều cớ để mà giận dỗi ảnh để cho ảnh tự chán. Quá đeo dai quá không có đá được. Vậy đó hả? Dạ. Tính quen chơi cho vui thôi. Dạ. Ai ngờ là xin cưới thiệt. Rồi cuối cùng rồi sao? Thì em mới quyết định là đi đường vòng cho mẹ của em tiếp xúc với ba mẹ của vợ em để người lớn người ta bàn bạc cái chuyện đó. Chiến thuật quánh từ gốc quánh lên đó. Nhưng mà em biết không? Em không biết. Cái một hôm em đang đi làm, cái anh gọi cho em, anh nói em ơi anh chở ba mẹ đi lên Thủ Đức coi thầy. Thầy nói là một tháng sau mình đám hỏi, 3 tháng sau mình đám cưới. Em nói hả, cái gì đám cưới? Ai cưới? Tự nhiên cái đám cưới em đâu có chịu. Xong rồi cái mẹ em cứ ngồi, mẹ em nói thôi mày tới tuổi rồi mày cứ lấy chồng đi. Đầu em cũng khóc, em cũng không chịu lấy. Nhưng mà sao em nghĩ lại, tại vì sao em còn đứa em gái nữa, em không lấy thì nó ế làm sao. Cho nên là thôi kệ, anh này cũng hiền, lấy về mình sai cũng được. Bây giờ bây giờ sao em cưới nhau về rồi có dễ sai không? Dễ sai lắm, chiều em từ A tới Z. Ủa vậy đó hả? Em có cái điều gì mà muốn chồng em thay đổi nữa không, hay là sửa chữa nữa không? Anh nó tính ổn rất là khỉ, tuổi khỉ mà, cho nên là rất là khỉ, tay chân lúc nào cũng tấy máy mà đứng ngồi không yên. Để mua đồ chơi cho con em, ảnh thấy nào hay đụng vô sờ mó, mở ra đóng lại. Ví dụ như cái máy bay trực thăng của con em chơi đâu được có 1-2 lần, cái anh ấy để mở ra coi coi nó như thế nào. Mở ra xong ráp lại luôn nè. Thôi cuối cùng thành ra mua đồ chơi cho ba chơi. Ôi vậy đỡ tốn em, hay cho con cùng chơi luôn. Trời ơi em thấy em ướt gan lắm, em chịu không nổi. Nghĩa mua đồ chơi về nè là cha chơi. Con chơi chung, cha là phá banh đồ chơi vậy hả? Mà con nó cũng khỉ nữa, nó giống ba nó. Trời ơi nhiều khi nó khỉ, em muốn quýnh nó ghê á, nhưng mà ngu gì quýnh con mình, quýnh ba nó. Ba nó di truyền á, là phá mà cũng di truyền luôn. Dạ. Vậy hả, còn cái gì mà di truyền nữa? Ảnh có tật là mệt á là ngủ ngái và nghiến răng. Rồi bây giờ con em cũng ngái nghiến răng y chang luôn. Cũng may em dễ ngủ, ban đêm á bên này cha ngái bên kia con nghiến răng, tao nói em chở đầu hai cho con mà mệt luôn. Coi như là
em là song hành với một cái dàn giao hưởng. Em không muốn vợ em bỏ cái tật bắt nạt em không? Em cũng thấy nó một cái gia vị trong cái cuộc hôn nhân vậy thôi chứ còn. Hay không? Ủa, binh vợ thì sợ luôn rồi. Trời ơi, em té đi là được rồi đó. Trời ơi, cái này là chị thấy có cái... Tức là sao ta? Sao chị? Thuận có một chút xíu gì ở ở trong con người của anh ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Nghĩa là Thuận luôn luôn xem cái chuyện mà cãi vã hoặc là vợ mà hãy bắt nạt mình nó giống như một cái gia vị. Cái gia vị của cái gia vị yêu. Đó gọi là gia vị hạnh phúc. Thì bây giờ á, cặp vợ chồng này chắc phải để cho Thuận chút đi. Tại vì á, mong rằng là Thuận cũng sẽ là một người chồng như bạn đây để mà cho vợ em được nhờ. Ừ, xin chúc cho cặp vợ chồng của bạn sẽ có thêm nhiều gia vị hơn nữa để cho cái mái ấm gia đình của bạn càng ngày càng có nhiều yêu thương hơn và sắp sửa đón nhận thêm một em bé nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần kiểm tra hiểu ý. Nghe kỹ nha hai đứa ông chồng. Món quà sinh nhật đầu tiên mà chồng tặng vợ là gì? Bạn nhận món quà sinh nhật đầu tiên từ chồng đó là gì? Rồi, 1, 2, 3, mới ra. Gấu bông, gấu bông. 1, 2, 3. Búi xanh, gấu bông, trời ơi. Bây giờ, hai vợ chồng bạn chọn quà nào? 1, 2, 3. Màu vàng. Màu vàng. Màu gì? Dạ, màu xanh. Màu xanh. Tôi xin nhắc lại, 1 trong 4 hộp quà sẽ có một phần quà là máy giặt Toshiba AVFDC1700WV. Trị giá của sản phẩm đây là 13.990.000. Còn bây giờ thì xin mời hai cặp vợ chồng các bạn hãy đến cái hộp quà mà các bạn đã chọn. Thường những người mà mặc đồ mà trùng hợp với cái gói quà thì thường dính miếng cước chùi nồi lắm á. Trời ơi. Xin cái đặc thân mở đầu tiên đi. Mình xin mở mới giữa tay. Dạ, hy vọng kỳ hợp với cho bạn dính miếng cước chùi nồi. Nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Sao thì chồng em dính cước chùi nồi. Nào, 1, 2, 3. Ba, cái này chính mình hai chính đặt để chồng chúng ta nghe. 1, 2, 3. Cũng chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Vợ Chồng Son được dựa trên một Maxim Consami Rasai của đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Vợ Chồng Son.